Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ trở lại với clip toán học toán đại trong chuỗi clip toán học lớp 8. Đó chính là bài tiết thứ hai của bài phương trình tích. Tại vì trong clip đầu tiên thầy đã hướng dẫn cho em giải các cái bài tập ở trong sách bài tập cũng như là sách giáo khoa ở phương trình tích, đúng nào? Như vậy thì trong clip này thầy tức là đây là chính là cái tiết luyện tập. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái phân phối chương trình một tí để chúng ta nắm chúng ta học tới đâu nha. Rồi, các em thấy rất là rõ đúng không nào? Như vậy thì trong clip trước thầy dạy cho các em ở tiết 45, tiết 45 đó chính là bài 4 phương trình tích. Thầy tạm thời gọi này là tiết 1. Tiết hôm nay thầy dạy cho các em đó chính là tiết 46. Đó chính là tiết luyện tập của cái bài phương trình tích này, nó thuộc tuần 24, được không nào? Như vậy thì tới thời điểm bây giờ thì thầy ra clip này là khá nhanh, khá sớm so với trường thầy đang dạy đó. Nghĩa là nó có hai trường hợp xảy ra như này: nếu như mà em nào chưa học tới thì các em sẽ xem trước để lên trường các em học, thì sau khi mà nghe clip của thầy thì chắc chắn lên trường các em nghe thầy cô trên trường giảng lại một lần nữa thì nó rất là dễ hiểu. Còn trường hợp thứ hai mà các em đã được học sớm và được học rồi thì các em sẽ xem lại cái phương pháp của thầy để các em sẽ có những cái cách giải cho nó phù hợp của riêng mình, áp dụng theo từng cái dạng bài tập khác nhau mà thầy đã trình bày ở trong cái clip ở bài phương trình tích cũng như là các cái clip này của những cái bài này, được không nào? Bây giờ thầy sẽ đi sang vào phần luyện tập ở cái bài tập thứ nhất luôn nha. Các em lưu ý cho thầy là trong clip này thầy sẽ giải tất cả các bài các em làm đều làm trực tiếp, chứ cô không có ghi sẵn giấy sẵn ở trong cái clip này nhá. Thầy sẽ làm trực tiếp trên giấy thôi. Đó chính là bài 23 này, 24, 25. Còn cái bài 26 nên là cái bài trò chơi. Đây, thầy đẩy lên cho em xem. Bài trò chơi thì cái này thầy sẽ giao cho giáo viên ở trên trường, các em sẽ tổ chức trò chơi chạy tiếp sức, được không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 23 giải các phương trình. Câu A này, thầy sẽ nói qua một lượt ở câu nào thầy giải thì thầy sẽ nói câu đấy, thầy sẽ làm trực tiếp cho em xem nha. Ở câu A này, thầy nói là thầy khác cái máy giải ở chỗ đó đấy, khác với quyển sách giải ở chỗ đó. Hiểu không? Nghĩa là thầy có sự phân tích chỉ ra những cái mà chúng ta có thể học trên trường hoặc đi học thêm các em không hiểu, nhưng có thể thầy chỉ ra những cái cơ bản nhất của toán thì các em là hiểu và có thể làm được bài tập. Các em hiểu chưa nào? Ví dụ như ở câu A này, các em thấy này, x nhân cho 2x trừ 9 bằng là 3x nhân cho x trừ 5. Như vậy thì đối với cái dạng phương trình này thì chúng ta phải làm như sau này. Thì các em phải coi thử nó có cái gì chung hay không này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các em có thể đưa nó về được hàng đẳng thức hay là không, hay là khai triển hàng đẳng thức, miễn sao chúng ta phải đưa nó trở về dạng là ax nhân bx hoặc là nhân với cx bằng 0. Sau đó các em sẽ cho ax bằng 0, bx bằng 0, cx bằng 0. Sau đó các em giải ra. Thì trong clip trước, bạn nào có theo dõi thì chắc có lẽ các em khá vững rồi, đúng không nào? Như vậy thì thầy luôn luôn nhắc các em là gì? Khi giải phương trình thì các em phải chuyển cái vế bên phải này, đây gọi là vế bên phải, qua bên vế bên trái này và đổi dấu. Các em hiểu nào? Ở đây người ta không ghi nghĩa là dấu cộng này, chúng ta chuyển qua vế bên đây là dấu trừ. Bây giờ thầy sẽ chuyển nhé. Rồi trong quá trình giải thầy tới bước nào thầy sẽ nói bước nấy nha. Tới câu nào thầy sẽ nói câu nấy luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm câu A này, được chưa nào? Rồi các em thấy chưa nào? Bài 23 câu A thầy sẽ làm trực tiếp này. Giống như lúc nãy thầy đã nói thì thầy sẽ chuyển cái vế bên phải qua vế bên trái và đổi dấu nhá. Còn cái vế bên trái này không chuyển thì chúng ta giữ nguyên, thì chúng ta sẽ ghi lại, không nào? Như vậy ở chỗ đây là sẽ tương đương này. Tại vì thầy cầm cái ngoài bút nó khá dài nên thầy viết nó hơi xấu một chút nha. Còn cái phía bên đây này, này bên đây này là cái chồng sách thầy kê lên để thầy đặt cái điện thoại, nên là thầy muốn chui vô đây nhưng mà nó cấn á, nên nhiều lúc các em thầy viết hơi xấu, các em thông cảm nha. Như vậy nó chỉ là x 2x trừ 9 này, để đó. Bây giờ mục đích là chuyển cái này qua bên đây, mà chỗ đây là người ta không ghi là dấu cộng này, nhưng mà chuyển với đổi dấu thì nó chỉ thành trừ 3x x trừ 5. Khi chuyển qua rồi thì bên đây không còn gì lại hết nữa nhé, nó sẽ bằng là số 0, được không nào? Ok, nghĩa là khi giải phương trình đó,
Một số bạn cứ hỏi thầy tại sao phải chuyển để xuất hiện số 0. Tại vì phương trình nó có dạng là như vậy, tại vì là ax cộng b bằng 0 á, với bên phải luôn luôn là số 0. Các em hiểu nào? Tới đây, các em thấy có cái gì chung? Bây giờ để ý cái ngọt này là 2x trừ 9 mà cái này là x trừ 5 thì không thể chung được đúng không? Nhưng mà ở đây này, có x, ở đây cũng có x. Như vậy thầy đặt x ra chung này. Thầy đặt x ra chung nhá. X ra chung bên trong mở ngọt vuông. Mở ngọt vuông tại vì ở đây là có ngọt tròn nên mở ngọt vuông ha. Nó sẽ là 2x trừ 9. Ở bên trong này còn lại là gì? Trừ 3 nhân x trừ 5. Đóng ngọt vuông lại và bằng 0. Được chưa? Đáng lẽ tới đây này, nó có dạng là ax. X này chính là ax này, còn cái ngọt này chính là bx. Thầy cho ax này bằng 0 và bx này bằng 0. Nhưng bây giờ thầy muốn thu gọn cái ngọt này cho các em dễ nhìn một chút, hiểu không? Như vậy thì cái x này không làm gì cả, cứ để đấy, x nhân để đấy. Bây giờ thầy vẫn tiếp tục, thầy làm cực kỳ chậm luôn đấy. 2x trừ 9 trừ để ra đây, thầy sẽ nhân 3 vô đây và nhân 3 vô đây. Như vậy thì 3 nhân x nó sẽ là 3x. 3 nhân cho âm 5 thì bằng âm 15. Đóng ngoặc lại bằng 0. Được chưa? Tương đương tiếp x sẽ bằng, bây giờ thầy sẽ bỏ ngoặc tròn. Thì cái ngoặc này thầy không giữ ngoặc vuông nữa, thầy ngoặc tròn tại vì giờ thầy bỏ đó. Ở trước dấu ngoặc này là dấu cộng nên thầy bỏ dấu ngoặc này, thầy không đổi dấu. Thầy vẫn ghi lại là 2x trừ 9. Các em hiểu chưa? Các em coi này, dấu trừ đằng trước đúng không? Ngay đây là dấu cộng thì trừ với cộng thì thành trừ 3x. Trừ với trừ thành cộng 15 bằng 0. Tương đương tiếp x nhân, thầy sẽ thu gọn ở trong đây x với x, số với số nhá. 2x trừ 3x, 2 trừ 3 thì bằng trừ 1x. Trừ 1 thì không ghi số 1 là ghi trừ x thôi. Được không? Trừ 9 cộng 15. Trừ 9 cộng 15, cái này không biết thì bấm cho máy tính nha. Trừ 9 cộng 15 thì bằng cộng 6. Hay nói cách khác là nếu thầy đang dạy mấy bạn lớp 6 á, thầy ghi, thầy nói là nợ 9.000 có 15.000 thì trả 9.000 đi thì chúng ta sẽ còn được là 6.000 ha, sẽ bằng 0. Như vậy tới đây này, tới đây thì nó có dạng là gì? Đây là dấu nhân nha, dấu chấm á. Như vậy ax nhân bx bằng 0 này, chúng ta sẽ tương đương cho thầy là gì? X này sẽ bằng 0, được một nghiệm rồi đấy. Trừ x cộng 6 sẽ bằng 0. Chúng ta tương đương tiếp. Như vậy x này bằng 0. Trừ x ở đó đi. Chúng ta chuyển cái cộng 6 này qua bên đây đổi dấu thành trừ 6 đúng không? Rồi. Thầy đẩy lên một chút xíu dễ nhìn nha. Tương đương tiếp. Như vậy x sẽ bằng 0. Trừ. Vì trừ đây chúng ta nhân hai vế cho trừ 1. Thì trừ này sẽ móc và trừ này sẽ móc. Như vậy x này sẽ bằng 6. Chúng ta kết luận là vậy. X tập nghiệm nó sẽ là gì? 0 với lại số 6. Nghĩa là phương trình đã cho này có hai nghiệm, đó chính là 0 và 6. Hoặc, thầy xin lỗi, hoặc nha. Cái dấu ngoặc này là thể hiện hoặc chứ không phải là và nha. Rồi ok, chúng ta đi sang câu B nha. Như vậy thì câu A thầy đã trình bày xong cho các em rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu B này. Đây. Bước đầu tiên cứ nghe lời thầy là rinh cả cái vế bên phải này, bỏ về phía bên trái và đổi dấu ngay chỗ đây cộng luôn thành trừ. Các em thấy khi ấy nó có x trừ 3 ra chung này, các em thấy không nào? Khi x trừ 3 ra chung thì chúng ta đặt x trừ 3 ra thôi. Ok chưa? Giờ thấy xem thầy làm nhá. Rồi như vậy thì bước đầu tiên chúng ta sẽ chuyển cả cái vế bên phải này qua vế bên trái, ta đổi dấu nha. Như vậy chúng ta tương đương 0,5x. Vế bên trái này giữ nguyên, không đổi dấu tại vì không có chuyển ha. Đây cộng chuyển thành trừ x trừ 3, 1,5x trừ 1 bằng 0. Được chưa nào? Nó chữ xấu nhưng mà nói chung nó cũng dễ nhìn đúng không? Chúng ta có gì chung? Đặt x trừ 3 này ra chung. X trừ 3 nhớ đóng mở ngoặc nha, nhân ngoặc vuông đây. Tại vì thầy thấy ở chỗ đây có ngoặc tròn này. Ngay chỗ đây còn lại là 0,5x trừ 1,5x trừ 1 bằng 0. Tương đương tiếp x trừ 3 nhân ở đây mở ngoặc tròn ra, nó sẽ ra được 0,5x. Ngay đổi dấu này, dấu trừ đằng trước dấu ngoặc nên chúng ta sẽ đổi dấu ở trong. Ở đây dấu cộng đúng không? Trừ nhân cộng thì thành trừ 1,5x. Trừ với trừ là thành cộng 1 bằng 0. Ta tương đương tiếp.
Như vậy x trừ 3 này các em ghi lại. Như vậy 0,5 x trừ cho 1,5 x thì bằng bao nhiêu? Bằng âm 1 x đúng không nào? Âm 1 x. Âm 1 x thì đáng lẽ thầy ghi không, ghi số 1 ạ. Nhưng lỡ rồi thì thôi, các em ghi âm x cũng được, bằng 0. Tới đây nó có dạng là ax nhân với x bằng 0 này, thì em chỉ việc tương đương cho cái gì, x trừ 3 sẽ bằng bằng 0 và âm x cộng 1 sẽ bằng 0. Tương đương tiếp, x trừ 3 bằng 0, ta chuyển với nội dấu, chuyển cái âm 3 này qua bên đây, cộng với 0 nghĩa là 3 cộng 0 là bằng 3. Cái trừ 1 này chúng ta để đó đây, trừ x này để đó đây, chúng ta chuyển cái cộng 1 qua đây thành là trừ 1. Thì giống như hồi nãy trừ 6 này, chúng ta tương đương là gì, x sẽ bằng 3 và nhân cho hai vế. Nhớ thầy cô trên trường hỏi tại sao cái dấu trừ đâu mất đi, thì em nói là nhân cho hai vế hoặc là chia cho hai vế cho âm 1 nhá, thì dấu trừ này sẽ tự động mất, thì x này sẽ bằng bằng 1. Thầy đẩy lên một xíu nhá. Chúng ta vậy kết luận vậy, s cái tập nghiệm của nó sẽ bằng là gì, 1 hoặc là số 3, một trong hai số này đều thỏa mãn cái bài toán này, được chưa nào? Đó chính là bài 23 câu B. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài 23 câu C nha. Đôi khi thầy giải như này đúng, cũng thật sự thầy thấy cũng hơi giống cái máy giải, nhưng mà để mà truyền đạt hết được cái kiến thức, những cái kinh nghiệm vốn có của thầy bao nhiêu năm thì buộc thầy phải giải ra rồi thầy mới nói được ở trên cái bài làm của thầy đó. Nên là thầy mong các em khi mà nghe được những cái lời thầy trong những cái clip trước thì các em phải hiểu tính của thầy. Thầy đã bỏ công bỏ sức ra để truyền đạt cho các em gọi là hoàn toàn miễn phí, nên là các em đừng có phụ lòng thầy mà nói những cái lời thầy thì khá là buồn, các em hiểu nào? Nên là thầy giải ở bài 23, 24, 25 thôi, 3 bài trong sách giáo khoa thôi. Còn riêng trong các cái bài tập trong sách bài tập thì thầy chỉ hướng dẫn qua bằng lời. Sau đó thầy cái phần bài tập đó chính là cái phần bài tập thầy giao về nhà cho các em làm. Nên là đó là cái phương pháp của thầy, được không nào? Theo thầy nghĩ mà cứ bám sát theo clip của thầy và comment với thầy và trao đổi với thầy trên Facebook hoặc là comment thì các em rất là nhanh tiến bộ. Từ một học sinh trung bình có thể nhảy lên học sinh khá, từ khá lên giỏi rất là bình thường. Các em cứ yên tâm mà theo gọi là phương pháp của thầy đã truyền đạt. Các em nhé, ok đây. Bây giờ chúng ta đi sang câu C nha. Chúng ta có này, 3x trừ 15 bằng do là 2x nhân cho x trừ 5. Bước đầu tiên luôn luôn các em nhớ này, luôn luôn phải lấy cái vế phải này chuyển qua vế trái này đổi dấu nhá. Sau đó chúng ta phải tìm một là hàng đẳng thức, đưa hàng đẳng thức sau đó có cái chung, còn không chúng ta phải đặt cái nhân tử đó ra chung và xuất hiện cái chung nữa thì chúng ta đặt cái chung nó ra thì chắc chắn nó sẽ xuất hiện cái dạng ax nhân bx bằng 0. Các em hiểu chưa nào? Như vậy bước đầu tiên cứ chuyển qua đi, sau đó thầy sẽ nói tiếp nhá. Rồi thầy cũng nói luôn cái điều này nè, trong quá trình mà thầy giảng á, thầy ghi á, có một số ví dụ như thầy nói ví dụ số 3 mà thầy ghi số 5 chẳng hạn, thì nhiều lúc có lẽ lên clip online thì có vẻ không hay lắm, nhưng mà cũng là con người mà, đúng không các em, thì ai cũng có cái sự sai sót, nên là dù thầy có sai chỗ nào thì các em cứ comment và hỏi ngược trở lại thì thầy sẽ xem và thầy sẽ trả lời lại cho các em, được không nào? Rồi 3x vế bên trái chúng ta tương đương này, 3x trừ 15 cứ để nó đi, chúng ta sẽ chuyển cả cái vế bên phải này này qua bên đây và đổi dấu. Ở đây dấu cộng thì chuyển thành dấu trừ 2x x trừ 5. Mà nếu như thực sự thầy sai á thì thầy sẽ sửa, nhưng mà các em nếu không hiểu thì cứ xem lại 2 đến 3 lần thì các em sẽ hiểu thôi. Mưa lâu thì nó mưa dầm thì thấm đất, đúng không nào? Rồi tiếp tục. Bây giờ tới đây chúng ta nhìn có vẻ nó không được có cái gì chung, đúng không? Nhưng các em lưu ý này, cái phần này thì không đặt nhân tử nữa, mà cái phần này này 3x trừ 15 chúng ta sẽ đặt cái hệ số mấy ra chung nè, đó chính là số 3, đúng không nào? Chúng ta đặt ra chung thì bên trong này còn là x trừ 5, nghĩa là thầy đang đang đặt cái này là một nhóm này. Rồi cứ cho nó một nhóm như vậy cho các em dễ nhìn thôi. Ta đặt 3 ra chung thì bên trong còn lại là x trừ 5 trừ 2x nhân với x trừ 5 bằng 0. Tương đương tiếp, tới đây các em thấy không, có x trừ 5 và x trừ 5 này là chung này, thấy không nào? Nên là thầy sẽ đặt x trừ 5 ra chung. Nhớ các em phải có đóng mở ngoặc này, chứ các em không có cái hai cái dấu ngoặc này là các em bài các em sai. Các em hiểu không nào? Nhân cho ở đây còn lại là 3, ghi ở đây dấu trừ này chuyển xuống đây, trừ 2x bằng 0, được chưa? Tới đây nó sẽ có dạng là ax nhân với x bằng 0 này, thì chúng ta sẽ tương đương là gì,
x trừ 5 sẽ bằng bằng 0. Cái chữ x của thầy nó giống cái chữ n vậy, nên là chúng ta đừng có nhầm tưởng nhé. Ở đây nó sẽ trừ 3, trừ 3 trừ 2x bằng 0, tương đương tiếp. Ở đây nó sẽ là x sẽ bằng bằng 5. Chuyển cái trừ 5 này qua thành cộng 5 là 0, cộng 5 thì bằng 5 ha. 3 chuyển cái âm 2x qua, nó sẽ là 2x tương đương tiếp. Nhưng được vậy đây x là bằng bằng 5. Này x sẽ bằng là gì? 3 chia 2 chứ không phải 2 chia 3 nha. 2 chia 3 là tầm 7 đấy. X sẽ bằng là 3 phần 2. Như vậy x sẽ bằng là 3 phần phần 2. Vậy x sẽ bằng là 5 hoặc là 3 phần phần 2. Đó chính là cái kết quả của bài 23 câu C. Thì thực sự em thầy làm là thầy làm theo cái năng lực và cái sự hiểu biết của thầy thôi. Chứ nếu mà thầy không có năng lực thực sự thì sao mà thầy lại nắm chắc và giảng cho các em hiểu được. Một cái người trò giỏi thì phải có người thầy giỏi, đúng không nào? Thầy thì thầy không dám nhận thầy giỏi, nhưng thầy đủ khả năng, đủ trình độ để mà thầy chỉ các em có thể đến nơi, đến chốn. Và các em không biết thì thầy có thể giúp đỡ các em gọi là hết sức. Còn nếu các em mà chọn những cái bài mà quá khó, mà vượt quá năng lực của thầy, thì thầy phải nghiên cứu thêm và học hỏi thêm và trả lời các em sau. Nên là thầy cũng không tài giỏi gì đâu, nhưng thầy giúp tới đâu thì các em hay tới đó, chứ cũng đừng đòi hỏi ở thầy nhiều quá. Các em hiểu ý của thầy nói đúng không nào? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 23 câu câu D nhé. Rồi chúng ta sẽ nhìn cho thầy ở hình 23 câu D. Các em thấy không? 3 phần 7x trừ 1 không? Ở đây 1 phần 7x 3x trừ 1. Bước đầu tiên em cũng chuyển cho thầy cái này qua bên đây đây và đổi dấu. Tới đâu thầy sẽ giảng tới đó nhé. Rồi bước đầu tiên này, thôi cho cái này là vào trong cái ngoặc này, chừng tí nó dễ nhìn ra cái chung nhé. 3 phần 7x trừ 1 này, đóng cái ngoặc, chuyển anh đây qua trừ 1 phần 7x 3x trừ 7 với bên phải còn là số 0, được không? Tương đương tiếp. Các em thấy cái ngoặc này với cái ngoặc này nó có giống không? Không giống nhá, không giống. Muốn giống các em phải nhân giùm thầy cái 1 này này, 1 phần 7 này vào ở trong đây. Còn cái x này các em cứ giữ nguyên như vậy nhá. Như vậy cái ngoặc này thầy để nguyên, thầy chưa đụng chạm gì cả, cứ để nguyên đó, dấu trừ đây, x đây để nguyên nhá. Mục đích của thầy là lấy cái 1 phần 7 này này, nhân vô đây và nhân vô đây, được không nào? Như vậy thì 1 phần 7 nhân 3 x thì nó sẽ bằng 3 phần 7x nhá. 1 phần 7 nhân cho âm 7 thì nó sẽ bằng là âm 1, được không nào? Đó. Sau khi nhân vô rồi thì các em sẽ thấy xuất hiện cái chung ngay ha. Như vậy nó sẽ là đặt cái gì chung, 3 phần 7 x trừ 1 ra chung nhá. Thì cái ngoặc này ra chung thì ngay chỗ đây không phải là số 0 đâu, mà nó chính là số 1 này. Nhưng mà nó còn lại là 1, ở đây còn là x trừ x, dấu trừ này viết xuống đây, x viết xuống đây, được chưa? Nó sẽ bằng 0. Như vậy ở đây là nó xuất hiện ax nhân với x bằng 0 này, chúng ta sẽ tương đương là gì? 3 phần 7x trừ 1 sẽ bằng 0 và 1 trừ x này sẽ bằng 0, đúng không? Ta tương đương tiếp nhé, tương đương rồi 3 phần 7x sẽ bằng là 1, chuyển cái trừ 1 này qua đổi dấu thành 1. Như vậy thì trừ x cứ để đó đi. Thầy chuyển ở đây người ta không ghi, nghĩa là cộng 1 này. Cộng 1 chuyển qua đây đổi dấu thành trừ 1 ở đây. Được chưa? Do nếu thầy viết nữa thì các em thì không thấy, thầy sẽ đẩy cái bài thầy lên nha. Rồi, như vậy là thoải mái đúng không? Tương đương tiếp. Như vậy 3 phần 7x bằng 1 thì x sẽ bằng là 1 chia cho 3 phần 7. Làm chậm chậm cho các em dễ hiểu đúng không? Trừ x bằng trừ 1 thì giống như nãy thầy nói là nhân hai vế cho âm 1. Thì x ở đây bằng 1 là ra được một nghiệm rồi này. Tương đương tiếp. X sẽ bằng 1 chia cho 3 phần 7, nghĩa là 1 nhân cho 7 phần 3, mà 1 nhân 7 phần 3 cũng chính là bằng 7 phần 3. Nè, chia thì thành nhân nghịch đảo, các em hiểu nào? Như vậy x sẽ bằng 1 ở đây. Vậy x sẽ có mấy nghiệm? 2 nghiệm, đó chính là 1 hoặc là 7 phần 3. Thì đó chính là cái kết quả của đây câu D này. Các em thấy chưa? Thầy quay lại một lần từ từ cho em thấy nè. Rồi, đó. Ok chưa? Bây giờ chúng ta đi sang bài 24 nha. Thầy cũng 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 muốn giải ít, nhưng mà cứ mỗi bài là mỗi dạng, mỗi bài là mỗi dạng, và mỗi dạng nó đều khó, nên thầy lại cứ sợ các em không không biết, nên thầy lại lại ham, thầy nhiệt tình, thầy giải hết. Nên là các em cứ phải hiểu cho thầy nhá. Được không nào? Bây giờ chúng ta đi sang bài 24.
câu A này. Thầy nói câu A trước, tới đâu thì thầy nói tới đó. Như vậy cái ngoặc đầu tiên này chính là hạng thức số 2. Trừ 4 đúng không? Chúng ta muốn biến đổi dấu trừ này thành cái tích đúng không? Thì số 4 này trở thành là 2 mũ 2 thì nó trở thành là hạng thức số 3. Tiếp đây hạng thức số 2 này. Tiếp tục hạng thức số 3 tiếp. Bây giờ thầy sẽ làm cho em xem. Rồi, tương đương. Rồi, cái hàng đẳng thức này mà các em không biết là đưa về như thế nào thì vào xem clip những hàng đẳng thức đáng nhớ của thầy ở cái phần ôn tập học kỳ 1 nhé. Như vậy chúng ta đưa về trở thành là gì? X trừ 1 tất cả mũ 2. Cái số 4 này thầy sẽ chuyển về trở thành là 2 mũ 2 bằng 0. Ở đây nó có dạng là A mũ 2 trừ B mũ 2 này. Đây chính là hàng thức số 3 tiếp. Chúng ta đưa trở về là gì? Thôi ngọc vuông này, ngọc vuông ngoài trước nhé. A trừ B này, thấy chưa? Thầy vừa đọc vừa ghi này. Và A cộng B, đây là A này, A trừ B nhân cho A cộng B. Đó, các em đã đưa về được thành cái tích, thấy chưa? Tương đương tiếp. Bây giờ thầy sẽ không ghi ngọc vuông nữa mà thầy sẽ ghi ngọc tròn này. Bây giờ thầy bỏ ngọc này. Đằng trước, đây là dấu cộng này, thầy giữ nguyên. Ghi lại x trừ 1 trừ 2 này. Nhân ở đây, đây dấu cộng này. Thì thầy sẽ ghi lại là x trừ 1 cộng 2 bằng 0, được chưa? Tương đương tiếp x ghi lại trừ 1 trừ 2 thành trừ mấy? Trừ 3 đúng không? Nhân cho x trừ 1 cộng 2 thì bằng cộng cộng 1 bằng 0. Tới đây thì quá dễ đối với các em rồi đúng không? Như vậy chúng ta tương đương là gì? X trừ 3 sẽ bằng 0 và x cộng 1 sẽ bằng 0. Tương đương tiếp x sẽ bằng bằng 3 và đây x sẽ bằng cái đây chuyển với đôi dấu trừ thành cộng ở đây, thấy chưa? Cộng thì thành trừ 1. Vậy S sẽ là 3 nhân trừ trừ 1, 3 hoặc là trừ 1. Đó, thì thầy cũng thấy một số thầy cô dạy trên mạng thì cũng giải. Chứ chẳng lẽ không giải sao mà truyền được cái kiến thức cho các em được. Nhưng các em chỉ tìm những cái nguồn trong sách nâng cao hoặc sách bài tập hoặc một cái sách nào đó mà có những cái bài tập tương tự như này để các em làm. Rồi có gì không biết thì comment cho thầy. Các em hiểu không? Ok. Ta đi sang bài 24 câu B nha. Đây. Bước đầu tiên các em cũng chuyển cả cái này qua bên đây đổi dấu thầy nha. Coi thầy chuyển này. Rồi, thầy chuyển em xem nha. Tương đương x mũ 2 trừ x chuyển này. Trừ đúng không? Chuyển qua bên đây thì thành gì? Thành cộng 2x. Cộng đúng không? Chuyển qua thành trừ 2 bằng 0. Tương đương tiếp. Bây giờ thầy 1, 2, 3, 4, thầy chỉ nhóm 1 với 2, một nhóm này, 3, 4 thành một nhóm. Như vậy thì thầy nhóm luôn cho em thấy cho nó rõ nha. Cộng, khi nhóm các nhóm thì nên đặt dấu cộng đằng trước nha. Chứ bạn nào mà vẫn thì mình đổi dấu thì đặt dấu trừ. Nhưng đôi lúc nên dễ, rất là dễ bị sai để số 2 này nha. Tương đương tiếp, cái nhóm đầu tiên chúng ta thầy sẽ đặt cái gì ra chung? Đặt x ra chung đúng không? Bên trong còn lại là x trừ, trừ 1 đúng không? Cộng. Nhóm thứ hai đặt cái gì ra chung? Đặt 2 ra chung đúng không? Nó chỉ là x trừ trừ 1 bằng 0. Tiếp tục. Như vậy thì x trừ 1, các em thấy có x trừ 1 chung này thấy chưa nào? Như vậy thầy sẽ đặt x trừ 1 ra chung. Bên trong nó còn lại là x, ghi x ở đây, cộng, dấu cộng này ghi đây, số 2 bằng 0 đúng không nào? Chúng ta tương đương tiếp. Ở đây có dạng là ax nhân bx rồi đấy. Thì nó sẽ trở thành là x trừ 1 bằng 0 và x cộng 2 này cũng sẽ bằng 0. Chúng ta tương đương tới đây thì quá dễ các em rồi đúng không? X trừ 1 bằng 0 thì x sẽ bằng mấy? X sẽ bằng 1 đúng không nào? Chuyển quế đổi dấu. X cộng 2 bằng 0 thì x sẽ bằng trừ trừ 2. Vậy S sẽ bằng là 2 nghiệm, đó chính là 1 hoặc là âm 2. Thì đó chính là câu 24B. Các em thấy thầy làm rất là dễ hiểu và rất là ngắn gọn, xúc tích. Thầy làm từng bước. Thầy không biết trong quyển sách giải nó giải như thế nào, nhưng thầy dạy học sinh là thầy phải làm từng bước như vậy thì các em mới hiểu được. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta đi sang bài 24 câu C nha. Thì bài 24 câu C, bước đầu tiên các em chuyển cái này qua đây. Câu C này nó sẽ giống với dạng câu A này. Cái này chúng ta đưa về hàng đẳng thức này. Hàng đẳng thức ha. Còn cái này chúng ta chuyển qua đổi dấu và thì nó tiếp tục ra hàng thức số 3 tiếp. Như vậy ở câu C này thầy chỉ xử lý cho các em bước đầu thôi. Sau đó những cái bước còn lại các em tự giải nha, chứ không bảo thầy ham giải hết nữa chết. Rồi bây giờ thầy sẽ giúp chúng ta ở bước đầu nha. Chúng ta tương đương này.
4x mũ 2 cộng 4x cộng 1. Ở đây dấu cộng đúng không? Ta chuyển qua trở thành dấu trừ x mũ 2 bằng 0 này. Tương đương tiếp. Ở đây nó có dạng là hạng thức thứ mấy? Số 1 đúng không nào? Chúng ta đưa về trở thành là gì? 2x. 2x cộng mấy? Cộng 1 mũ 2 trừ x mũ 2 bằng 0. Tới đây các em áp dụng giống y xì ở cái câu bài 24 câu A chúng ta, nó chính là hạng đẳng thức số 2. Trong đó cái ngọt này chính là A và B chính là X. Chúng ta đưa về trở thành là A trừ B nhân A cộng B và chúng ta sẽ giải ra. Như vậy cái phần còn lại này là các em tự giải. Ok, giải xuống nha. Còn có gì không biết thì comment. Chứ không một số bạn bảo thầy giống như cái mây giải nữa là thì mệt lắm. Ha. Bây giờ chúng ta đi sang bài 24 câu D. Đối với quan điểm dạy của thầy á, thì những cái dạng nào mà đối thầy không chỉ các em á, thì thầy sẽ giải từ trên xuống dưới. Không có lý gì mà thầy không giải các em để thầy truyền phương pháp. Nhưng đối với những cái dạng mà nó lặp lại giống hệt như vậy, mà phương pháp giống như vậy thì các em sẽ tự giải. Các em hiểu chưa nào? Ta đi sang câu D này. Ở đây chúng ta không chuyển gì cả. Mà ở đây nếu mà nhóm đặt ra chung thì cũng không thể đặt chung được. Mà chúng ta nhớ ở câu D là một phương pháp khác nữa. Đó chính là tách. Tách cái chỗ âm 5x thế này ra để nhóm. Tách cái âm 5x này ra trở thành hai cái đơn thức. Để chúng ta nhóm 1 với lại 4 này. Để xuất hiện cái chung và từ cái chung đó chúng ta đặt cái chung ra nữa nhé. Bây giờ thầy sẽ làm trực tiếp cho em xem nha. Rồi, thầy tương đương. Thì giống như lúc nãy thì thầy nói là sẽ tách cái âm 5x đúng không nào? Âm 5x thì chúng ta có thể tách thành hai trường hợp như này. Có thể tách trở thành là âm 5 thì chúng ta thì tách trở thành là âm 1 với âm 4 cũng là âm 5. Nghĩa là tách trở thành là âm x với âm 4x. Nhưng mà âm x với âm 4x thì khi chúng ta đặt chung thì nó không xuất hiện cái chung đâu. Mà chúng ta cần phải tách, khi tách thì nó sáng suốt một chút để chúng ta thử ở ngoài nháp trước nhé. Như vậy ở đây thầy gợi ý là cái âm 5 này có thể tách thành hai trường hợp là âm x với âm 4x. Hoặc là âm 2x với âm 3x. Như vậy ở đây thầy chọn ở đây chính là âm 2x với là âm 3x cộng 6 bằng 0 nhá. Như vậy ở đây thầy điếm này 1, 2, 3, 4. Bây giờ thầy sẽ nhóm 1 với 2 này, một nhóm 3 với 4 này thành một nhóm nhá. Như vậy x mũ 2 trừ 2x trở thành một nhóm này. Các nhóm thầy nên dấu cộng. Còn cái dấu trừ này, cái dấu trừ này chính là của 3x. Như vậy thầy sẽ đưa nó vào bên trong ngoặc. Một tí thầy sẽ đổi dấu sau ha. Như vậy cái ngoặc đầu tiên thầy sẽ đặt cái gì ra chung? Đó chính là x ra chung. Bên trong còn lại là x trừ 2 được chưa? Ở đây thầy sẽ đặt cái gì ra chung? Đặt số 3 ra chung đúng không nào? Thầy sẽ đặt trừ 3 luôn. Thì em xem, trừ 3. Bên trong còn lại là gì? Nó còn lại là x. Khi dấu trừ ra ở đây thì ở chỗ đây phải đổi dấu nhá. Chứ nếu ở đây thầy đặt cộng, cộng thì chỗ đây vẫn là trừ x cộng 2. Nhưng thầy đặt ra, dấu trừ ra thì ngay chỗ đây trừ thì thành cộng, nghe không thấy nào? Trừ thì thành cộng, mà cộng thì ở đây thành trừ và trừ 2 bằng 0. Như vậy thì tới cái bước đây thì nó tiếp tục xuất hiện. Nó khó là khó ở cái bước này xuống đây này. Còn tới đây rồi thì thầy để bây giờ để các em tự làm cũng được đúng không nào? Như vậy thầy sẽ đặt cái gì ra chung? Đó chính là x trừ 2 ra chung. Bên trong còn là x trừ 3 bằng 0. Đó, thì thôi tới đây thầy cũng không dài tay nữa. Và tới đây các em sẽ tự giải cho thầy. Hai nghiệm thứ nhất ở đây chính là gì? X bằng 2. Và nghiệm thứ hai ở đây chính là x bằng 3. Cái phần này các em tự giải nhé. Có được không nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 25 nha. Rồi, bài 25 câu A này. Đó. Cứ thấy cái dạng như này, ngay lập tức chuyển cái vế bên phải qua vế bên trái. Sau đó đổi dấu. Được chưa? Tiếp tục. Rồi. Rồi, bây giờ thầy tương đương cho đây là vào một nhóm đi. 2x mũ 3 cộng 6x cứ để đấy và đóng ngoặc đây. 2x mũ 2 chứ. Cho ông đây là một nhóm nhé. Chuyển qua trừ. Nhớ phải có ngoặc ở đây. Hiểu ý thầy nói nào? Chứ ngay chỗ đây mà dấu trừ, trừ ở đây nếu mà chuyển một đơn trước thì đây qua là trừ x mũ 2, chuyển đây qua là trừ 3x. Để có trừ ngay bên trong này nó dễ nhìn hơn đó nào. Nghĩa là thầy chuyển cả nhóm luôn đấy. Ở cái ngoặc đầu tiên thì thầy sẽ đặt cái gì ra chung? Thầy sẽ đặt là 2x mũ 2. Nhớ nhá. Đặt 2x mũ 2 ra chung thì bên trong này còn lại là x cộng cho mấy? Cộng 3 đúng không nào? Đây, 2 đây rồi, x mũ 3 mà thầy đặt x mũ 2 chứng tỏ cho đây là còn x.
cộng ghi cộng lại 6 chia 2 đây còn 3 x mũ 2 ra thì nó không còn nữa. Trừ ngoặc này thầy đặt biến ra nó là x ra chung thì bên trong còn lại là x cộng 3 đúng không nào, bằng 0. Tới đây thầy sẽ đặt cùng một lúc này, các em thấy này. Ở đây có x cộng 3, đặt x cộng với x cộng 3 này chắc chắn chung rồi, nhưng mà ở đây có x mũ 2 mà đây có x này. Như vậy thầy gộp cả hai cái thì thầy cái chung ở đây chính là x nhân cho x cộng 3 đấy. Nhân. Ở đây khi x cộng 3 ra ở đây là ngay đây không còn nữa này. Đây x mũ 2 đúng không nào? X mũ 2 mà ra đây x, chứng tỏ ở đây chỗ đây còn là 2x này. Trừ cả cái này các em thấy giống ở đây không? Giống. Như vậy ngay chỗ đây là còn số 1 này. Như vậy đây là trừ trừ 1. Như vậy ở đây nó có dạng là a x nhân b x nhân c x bằng 0 thì em sẽ tương đương một cái dấu ngoặc nó khá dài một chút. Nó sẽ cho x bằng 0 này, x bằng 0 này. X cộng 3 bằng 0 này và 2x trừ 1 bằng 0 này. Em thấy chưa? Tương đương tiếp. Đó. Rồi. X bằng 0 có để đó nghiệm đây là nghiệm đầu tiên này. X cộng 3 bằng 0 thì x sẽ bằng mấy? X trừ 3 đúng không nào? Cái này chưa ra đâu. 2x sẽ chuyển cái này qua đổi dấu nó sẽ bằng 1. Tương đương tiếp này. X bằng 0, x bằng âm 3 và x ở đây sẽ bằng gì? 1 chia 2 là 1 phần phần 2. Rồi, các em kết luận vậy. S sẽ bằng là mấy nghiệm ở đây? 0 âm 3 với là mấy nữa nè? Với 1 phần 2 đúng không? Nó hơi cấn lắng cấn vô đây một chút xíu nha. Rồi, được chưa? Cái bài giải nó khá rõ ràng như vậy. Bây giờ chúng ta đi sang câu B nha. Như vậy ở câu B thì giải các phương trình này. Em thấy chưa? Cứ thấy như này cứ ngay lập tức chuyển cả cái nhóm này qua bên đây đổi dấu đi. Con tí có 3x trừ 1, 3x trừ 1 đây chung này. Và chúng ta xử lý sau nhé. Được không nào? Như vậy thì bước đầu tiên các em cũng làm giống như thầy hướng dẫn thôi. Cái nhóm này các em cứ để đó. Chuyển cả cái nhóm với bên phải và với bên trái nhé. Tương đương. Cái bài này khá dài. 3x trừ 1 để đó đi. X mũ 2 cộng 2 cũng để đó chăng chuyển. Ta chuyển cả quế bên trái phải này qua bên đây đổi dấu thêm như trường trước. 3X trừ 1 7X trừ 10 này bằng 0. Được chưa? Tương đương tiếp. Các em thấy 3X trừ 1 chung đúng không? Chúng ta đặt 3X trừ 1 này nhân. Đây ngoặc vuông tại vì bên trong có ngoặc tròn. Bên trong thì có ngoặc tròn. Thì ở đây nó sẽ là X mũ 2 cộng 2 trừ này 7X trừ 10 đúng không? Bằng 0, được chưa? Tương đương tiếp. Tại vì máy của thầy nó đang sắp hết pin nên là thầy tăng tốc một chút nha. 3x trừ 1 nhân. Bây giờ thầy sẽ bỏ ngoặc tròn bằng cách đổi dấu và không ghi ngoặc vuông nữa, ghi ngoặc tròn. Cái đằng trước dấu ngoặc đây là dấu cộng nên thầy viết x mũ 2 cộng 2 này giữ nguyên. Nhưng ở đây thầy đổi dấu, ngay đây không viết nghĩa là dấu cộng đúng không? Trừ với cộng là thành trừ 7x. Trừ với trừ thì thành cộng đúng không? Cộng 10 bằng 0. Tương đương tiếp 3x trừ 1 nhân x mũ 2 trừ 7x ghi lại 2 cộng 10 thì bằng cộng 12 bằng 0. Tới đây các em có thể là cho cái này bằng 0 và cho cái này bằng 0. Rồi thầy cứ làm như vậy đi. 3x trừ 1 bằng 0, x mũ 2 trừ 7x cộng 12. Hồi giờ hình như thầy chưa chỉ em cái cách trình bày kiểu này đúng không? Thầy ký hiệu đây là 1 và cái này là 2 nhá. Thầy tạm thời đẩy cái bài của thầy lên một xíu nhá. Rồi, thầy sẽ giải, thầy sẽ ghi là giải 1. Giải 1 nghĩa là thầy giải là 3x trừ 1 bằng 0 đấy. Thì thầy tương đương 3x này thầy chuyển cái trừ 1 qua bên đây là bằng 1. Tương đương đây là kinh nghiệm của thầy đầu tiên đó chính là 1 phần phần 3. Ok chưa? Thầy đẩy tiếp tục đẩy cái bài một chút xíu nữa nha. Tại vì xuống đây nó hết rồi. Rồi. Ok nha. Giờ tiếp tục giải 2. Giải 2 nghĩa là giải cái này nè. Chúng ta ghi lại x mũ 2. Tại vì nó dài quá nên thầy sợ thầy làm các em không hiểu, thầy tách riêng ra từng cái như vậy mà những cái kia nó ngắn nên thầy giải trên cái dấu ngoặc này luôn. Nhưng này nó dài nên các em nên ký hiệu 1, 2. Nếu có 3 thì các em ký 3 và ký hiệu là 3. Hiểu nè. Ở đây khi gặp những cái dạng này nè, nó không phải là hàng đẳng thức mà không đặt cái chung được thì các em nhớ giùm thầy là tách nha. Thường là tách chỗ x đây này. X mũ 2 tương đương này. Cái âm 7x này này, nó có thể tách là thành âm 1
trừ âm 6 nghĩa là âm x trừ âm 6 x, hoặc là âm 2 x trừ âm 5 x, hoặc là trừ âm 3 x trừ âm 4 x. Thì chúng ta sẽ thử nghiệm ở ngoài nháp, chúng ta xem được kết hợp với 1 với 4 khi mà nhóm được chung mà xuất hiện được cái chung nữa thì chúng ta sẽ tách theo hướng đó. Như vậy thì theo cái bài này thì các em phải tách theo hướng nào, đó chính là gì, âm 3 x trừ 4 x. Tại vì âm 3 x trừ 4 x thì bằng âm 7 x, nó vẫn đúng đúng nào, 12 bằng 0. Thầy sẽ nhóm, rồi từ từ, bây giờ thầy nhóm cho em xem luôn. Rồi thầy đẩy lên nha, đẩy lên x mũ 2 trừ 3 x trở thành một nhóm. Thầy sẽ là dấu cộng nha, trừ 4 x này thầy sẽ đưa vô trong ngoặc cho em dễ hiểu bằng 0. Tương đương tiếp, ở đây thầy đặt cái gì ra chung, đặt x ra chung đúng không, bên trong này còn là x trừ trừ 3. Ở đây giống như cái bài lúc nãy các em nhớ nè, nó khó khó đoạn đây này, thầy sẽ đặt trừ 4 ra này, bên trong thầy sẽ đổi dấu này, trừ đây thành cộng đây đúng không, x thầy ghi lại này, cộng đây thành trừ 3 bằng 0. Tương đương tiếp, ở đây có x trừ 3 đặt ra chung, thầy x trừ 3 đi, x trừ 3 đặt x trừ 3 chung nhân, ở đây còn là x, ở đây là trừ 4 bằng 0. Các em hiểu chưa? Rồi, tương đương tiếp. Như vậy tới đây thì nó quá dễ rồi. Tiếp tục, x trừ 3 này sẽ bằng 0 và x trừ 4 này sẽ bằng 0. Tương đương ở đây là gì? X sẽ bằng 3 và x sẽ bằng 4. Vậy thì chúng ta có tổng cộng là có mấy nghiệm? 1 nghiệm này, 2 nghiệm này, 3 nghiệm. Rồi, thầy đẩy cái máy xuống một chút xíu nhé. Vậy S chỉ có 3 nghiệm, đó chính là 1 phần 3 này, 3 này và 4. Như vậy thì qua clip này thầy đã giới thiệu cho các em bài tập 23, 24 và 25. Bây giờ thầy sẽ quay trong sách bài tập và thầy hướng dẫn qua một sơ lược qua để cho các em. Cái đó chính là cái phần bài tập về nhà, chứ cái phần đó thầy sẽ không giải đâu nha, mà chúng ta sẽ tự làm thực hành. Còn có gì không biết thì cứ comment cho thầy biết nhé, ở bài bao nhiêu thì thầy sẽ chỉ được không nào. Bài đầu tiên mà thầy muốn giới thiệu đến các em đó chính là bài 26 trong sách bài tập trang 7 nhé. Chúng ta sẽ về nhà làm thầy 4 bài này. Ở câu A này nó đã có dạng phương trình tích rồi, ở đây là phép nhân này. Các em chỉ việc cho cái ngoặc này bằng 0 và cho ngoặc này bằng 0 và các em giải ra. Ok, câu B cũng tương tự nha. Riêng câu C này nó hơi khác một chút, thì nó đã dạng tích rồi thì các em chỉ cho cái này bằng 0. Đây dạng là AX này, cả cái ngọt này là BX. Như vậy các em giải giống như lúc nãy ở cái câu 25 câu B hồi nãy á. Các em chỉ ký hiệu 3X trừ 2 này bằng 0, ký hiệu là 1. Cho cả cái này bằng 0, ký hiệu là 2. Các em sẽ tiến hành quy đồng mẫu thức. Ở đây mẫu thức chung là 35. Các em lấy 5 nhân chéo lên đây là thành 10 này, 7 nhân chéo lên đây và chúng ta bỏ mẫu. Sau đó chúng ta sẽ nhân đơn thức với đơn thức, bỏ dấu ngoặc, nhớ đằng trước dấu trừ này, khi các em ghi nhớ ngay chỗ đây phải có dấu ngoặc này. Khi bỏ dấu trừ này chúng ta phải bỏ ngoặc ra và đổi dấu phía bên trong và tiếp tục chúng ta sẽ giải ra để tìm x. Hiểu nào? Như vậy bài đây chúng ta sẽ tự giải nha. Cái bài này thì giống như bài này. Như vậy bài này các em giải được thì bài này giải được. Các em cũng ban đầu các em chỉ cho cái này bằng 0 này, ký hiệu là 1. Cho cả cái này là bằng 0, ký hiệu là 2. Cái ngoặc đầu tiên này thì các em giải ra rất là dễ rồi đúng không? Cái ngoặc thứ hai này các em, bước đầu tiên em phải quy đồng mẫu là mẫu thức chung ở đây là 15. 15 lấy 15 chia 5 là được 3 nhân lên tử này. Quy đồng mẫu phân thức thì thầy đã làm clip các em hiểu rồi đúng không? Và các em lấy 15 chia cho 3 này là được 5 nhân lên đây, nghĩa là 10 đấy. Sau đó nhân vô và bỏ ra và thu gọn và chúng ta sẽ tìm được x. Hiểu nào? Cái bài tiếp tục các em muốn làm ấy, đó chính là bài 28 này. Đó, cái bài 28 là nó giống với cái bài 23, 24 cũng như là 25 luôn. Nó tổng hợp A, B, C, D, E, F. Nghĩa là về nhà các em chỉ không làm gì nhiều mà chỉ làm cho thầy 26 với 28 này. Ở câu A này, bước đầu tiên các em rinh cả cái này qua với bên phải, chuyển qua với bên trái và đổi dấu, thêm dấu trừ đằng trước. Ở với bên đây xuất hiện số 0 nha thầy, các em hiểu nào? Tiếp tục ở đây xuất hiện cái x trừ 1 và x trừ 1 này, đặt x trừ 1 này chung. Bên trong này chúng ta thu gọn giống như ở câu A, câu B, câu C, câu D của bài 23, các em hiểu chưa? Tương tự như vậy câu B này. Câu B thì thầy hướng dẫn chút nha. Ở đây là 5x cộng 3 đúng không? Các em nhìn nha này, cái ngoặc này này, các em thấy nè, đây 25x cộng 15. Các em sẽ đặt 5 ra chung. Các em lấy 5 đó nhân cho 3 này,
nó trở thành là 15x, thì ở trong đây nó sẽ xuất hiện tiếp, đó chính là 5x cộng 3 này. Sau đó các em sẽ đặt tiếp là 5x cộng 3 ra chung và chúng ta tiếp tục giải. Các em hiểu không? Còn ở câu C, câu C này, bước đầu tiên các em cũng chuyển cả cái ngọt này này qua bên đây. Nhưng ở đây nó là 2x trừ 3 mà đây là 3 trừ 3 trừ 2x, đúng không nào? Bây giờ chúng ta ở đây thì chúng ta các em ước gì mà nó trở thành là 2 trừ 3x, đúng không? Thì chúng ta sẽ biến điều ước trở thành hiện thực bằng cách chúng ta đặt dấu trừ đằng trước. Tại vì cái đây hơi khác, thầy sẽ làm trực tiếp cho em xem luôn này. Coi này, thầy đẩy để câu C em xem nha. Thầy sẽ dịch chuyển cái máy xuống một chút. Rồi, thầy sẽ ghi chỗ đây nhé, ghi chỗ đây nha. Nhìn vào câu C nha. Như vậy thì 2 trừ 3x x cộng 11. Cái này thì thầy thương hơn em nên thầy mới làm nhanh như vậy đấy. 3x trừ 2 nó không được bài bản cho lắm, bằng không này. Bây giờ thầy ở đây là 2 trừ 3x mà đây là 3 trừ 2, 3x trừ 2 đúng không? Thầy muốn quay ở đây đi trở thành là 2 trừ 3x, nhưng mà chỗ đây chúng ta giữ nguyên. Rồi, nhìn chỗ đây thôi. 2 trừ 3x nhân x cộng 11 quay đúng không? Theo cái công thức của chúng ta này, a trừ b đó, muốn quay trở thành b trừ a thì đặt chủ trừ đằng trước thì ngay lập tức trở thành là b trừ a. Đây, công thức đây. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đặt dấu trừ đằng trước. Ở dấu trừ đây là dấu trừ của chuyển vế, còn chúng ta đặt thêm một dấu trừ nữa, một dấu trừ nữa để quay 2 thành 2 trừ 3x, thì dấu trừ trừ đó kết hợp nó sẽ trở thành ngay đây dấu cộng. Như vậy ngay chỗ đây quay trở thành là 2 trừ 3x và đây là 2 trừ 5x bằng 0. Khó là khó chỗ đấy nhé. Bây giờ ở đây có cái đây là chung mà chúng ta đặt và chúng ta sẽ giải giống như lúc nãy thầy đã bay rồi, thầy không nói nữa được không nào? Rồi chúng ta sẽ quay tiếp tới ở cái bài D. Cái bài D rất là dễ, có cái này là chung này, chuyển cả cái vế này qua bên đây, đặt cái này là chung, không nói nữa nha. Tiếp tục cái này, cái đây câu E không chuyển mà có chung này, 2x trừ 1 chung này, đây cũng có 2x trừ 1 này. Các em đặt 2x trừ 1 chung mà đây là 2x trừ 1 mũ 2, nghĩa là khi đặt 2x trừ 1 ra rồi thì nó sẽ còn lại một cái 2x trừ 1 nữa nhé, cộng với 2 trừ x ở đây. Tiếp tục ở đây, bước đầu tiên ở đây là một nhóm này. Đây chính là hạng thức số 1 này, chúng ta nên đưa cái này về hạng thức số 1 trước, đó chính là trở thành là x cộng 2 tất cả mũ 2 nhé. Sau đó chúng ta chuyển vế bên đây và chúng ta sẽ làm giống như ở câu E này. Như vậy thì thôi, tới đây nó cũng gần 11 giờ đêm rồi. Thầy ngày mai là ngày thứ ba, cũng là cái ngày quay trở lại làm việc bình thường của thầy cùng với cô ha. Cũng như các em cũng vậy, cũng đã lên trường rồi. Như vậy thì tới đây thầy cũng không có gì hơn, thì cũng xin chúc cho các em cái ngày làm việc đầu tuần ngày mai hiệu quả, học kiếm được là 90 điểm khoe thầy nhé. Và thầy mong các em xem được clip này thì cũng chia sẻ cho các bạn ở khối 8 và khối 9, khối 8, cả khối 8 và khối 9 luôn, tại vì kiến thức nó liên quan với nhau hết, hiểu nào? Và thầy cũng rất cảm ơn em, các em đã cố gắng chịu khó xem hết clip của thầy, và hẹn gặp lại các em ở cái bài tiếp theo là bài số 5, phương trình chứa ẩn ở mẫu. Bài này rất là khó, đúng không nào? Ok.